Ok, men sẽ hướng dẫn em sử dụng con Sony CyberShot. Ok, con này là mình bật on lên cái, nó sẽ lòi cái lens ra như vậy. Rồi, tiếp theo ở trên cái máy này nó sẽ có rất là nhiều cái function khác nhau. Nhưng mà bình thường nhất thì tụi anh sẽ chỉ em ra zoom ra. Rồi, chơi như giờ này, zoom ra, zoom vô. Ok, hơi xài một xíu, nói chứ là cách để xài nó thì nó sẽ có nguyên một cái bảng function mà nó cho mình cảm ứng. Ok, đầu tiên là bấm bên đây, menu, chọn cái chỗ bấm flash, nó sẽ hỏi là auto flash hay là off flash. Bấm chữ menu này một cái, nó sẽ hiển thị ra mấy cái này. Ok, bấm nhỏ to rồi đó, file hình, nó hỏi mình file hình này. Ok, em có thể bật tắt mấy cái này. Cái này là xem lại hình, đó xem lại hình cũ. Thì bạn này thường thường tụi anh trái chỉnh gì đó, tại vì do kiểu bạn này chức năng nó quá tốt rồi, nên thường con này tụi anh toàn kiểu để auto thôi. Chờ nha. Nó cho em kiểm tra lại hình nè. Bấm tắt này. Bấm tắt menu rồi nè. Đó thì nó sẽ hỏi em là muốn làm cái gì không trên bức hình đó. Ok, reset hay sao đó. Ok. Còn trên đây thì bình thường em để khung hình này, nó hỏi em là quay movie nè. Hoặc là chỉnh nè. Nó sẽ có cho mình là 24M, 16M, 9M. Mod bên đây đó, nó có nguyên cái ề chề nè, quay 3D rồi nè, đó có luôn frame 3D, frame rộng. Thì em cứ mò mò thử em coi, nó sẽ có cho em biết. Ok, cái gì nó hỏi thì cứ bấm ok thôi. Đó, movie, reprogram lại nè, movie bên đây à, chụp ưu tiên ban đêm nè, cái này là frame cine nè. Ok, cái này là người với cảnh nè, cái này là chỉ chụp mà nó màu sắc tươi hơn hay sao đó nè. Đó, thì nó sẽ có rất là nhiều cái giải màu khác nhau, thì em cứ trải nghiệm thôi. Thường thường anh đối với những bạn này anh sẽ hay trải nghiệm nhiều để anh coi được cái nào mà anh thích. Đó là nó có nguyên cái luồng sáng nè, em có thể dịch chuyển cái luồng sáng này lên trên xuống dưới hay sao đó, thì có một cái luồng nó sẽ sáng á đó. Đó khá là lạ. Bấm tiếp cái này rồi có thể chọn vô thử cái trắng đen đó, trắng đen. Ok, mà cái này file nó hơi cứng, hơi nặng, mình đã phải lưu hơi chậm chút. Ok, ao trắng đen nè, có mod tiếp chạy về đây, hỏi là muốn màu sắc trong trẻo hơn đó, như kiểu chụp picture choice đó, ở trong hơn kiểu vậy. Nhưng mà bình thường nhất thì để auto. Ok, auto tất cả mọi thứ được xanh. Ok, tiếp theo là hiện giờ nè, auto flash, movie, quay phim, xem lại hình, lấy nét theo điểm. Rồi, tắt máy. Ok, tắt máy. Bây giờ cách để em muốn mà mở cái này ra, em gạt cái này open. Em mở ra, đây là chỗ gắn thẻ nhớ. Đây là chỗ cục pin. Pin này sẽ có đồ sạc riêng cho em nha. Rồi, ok vậy thôi. Ok, hết rồi đó. Rồi, chúng em sẽ có những shot hình đẹp với con này nha. Rồi, cơ bản là vậy thôi. Còn chỗ này thì nó dậy không sao hết đó. Ok. Ok, thank you.